rằng đỡ cha đang ở trong đây nè, cha rằng yêu thương Trang. Sweet girl. Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 20 tháng 11, ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, thì hàng năm vào cái ngày này, Trang cũng như mọi người gửi lời tri ân đến tất cả các thầy cô trên toàn thế giới, gửi những lời chúc sức khỏe và những lời cảm ơn chân thành nhất đến các bậc thầy cô. Thường người ta tri ân bằng cách nào? Bằng cách tặng hoa, tặng quà, tặng thiệp, hoặc là những bữa tiệc để chung vui, để chúc mừng, để cảm ơn. Còn đối với Trang, ngày 20 tháng 11 hàng năm lại là ngày Trang buồn nhất. Bởi vì cha Trang trước đây là một thầy giáo, và hôm nay nhân ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam, Trang có một bài thơ dâng lên cha của mình. 20 tháng 11, nhớ cha, cũng ngày này 51 năm qua, cha ra đi khi con chưa tròn tuổi, trước mộ phần còn ghi rõ tên cha. Ngày từ trần 20 tháng 11 là ngày vui, cũng là ngày vĩnh biệt. Cha ra đi mãi mãi không về, nơi cuộc sống con bộn bề vất vả, không bóng hình cha dỗi bước theo con. 51 năm qua con mơ ước một điều, ước gì con biết được mặt cha. Con không nhớ bởi vì con không thể nhớ, suốt cuộc đời con khẽ gọi cha ơi, cha ơi. Thì tại sao cha Trang lại mất? Thì ngày 20 tháng 11 năm 1971 thì cha Trang bị tai nạn giao thông và mất tại chỗ. Khi đó cha Trang mới có 36 tuổi, mẹ Trang 35 tuổi, thì có 8 đứa con. Thì Trang lúc đó mới có 9 tháng ẵm trên tay. Thì cái ngày đó ở thị xã Gò Công, cái đám tang rất là lớn, bởi vì cha Trang là một người thầy mà mọi người rất là yêu quý. Tất cả thầy cô và học sinh trường kỹ thuật cơ giới 3 thị xã Gò Công đều rất là đau lòng khi mà vĩnh biệt cha của Trang. Chính vì Trang bị mất cha từ nhỏ, ước mơ một tiếng gọi cha, cái gương mặt cha, nên Trang là một người sống rất là nhiều tình cảm, Trang rất là nhiều cảm xúc. Ai cũng muốn mình biết được cha mẹ người sinh ra của mình, nhưng mà Trang thì không có được cái may mắn đó. Thì đầu tiên người ta hay tập nói là tập cho con mình gọi ba ba cha cha. Thì Trang không có cái cảm giác được gọi như vậy. Thì Trang rất là ước mơ. Chính vì cha Trang chết trong tai nạn giao thông nên Trang sợ lắm, cái nỗi ám ảnh rất là lớn. Cho nên hàng đêm Trang cầu nguyện cái trời Phật lúc ngang, Trang cũng dạy bé Râm. Cái lời đầu tiên mà Trang với bé Râm cầu nguyện đó là: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho tất cả mọi người thượng lộ bình an, vui vẻ, ấm no, hạnh phúc. Đó là điều Trang mơ ước nhất. Bởi vậy khi Trang thấy em Khôi cụt tay bị tai nạn thảm khốc ở Malaysia, là Trang đã rất là thương và giúp em, kênh em bật kiếm tiền và phát triển, hỗ trợ em những cái sản phẩm để em làm YouTube để kiếm chút tiền. Và vừa rồi ở nước Mỹ, ở Dallas, nơi Trang đang sống, xảy ra một vụ gia chậm máy bay. Hai chiếc máy bay ở Thế chiến thứ hai đang biểu diễn cho mọi người xem thì bất cẩn đã đâm vào nhau và chết 6 người. Khi mà xem tin tức đó, Trang cũng đã khóc. Thì chồng hỏi tại sao thì Trang cứ nhớ lại những cái tai nạn đó. Chồng Trang lại thấy Trang nữa rồi. Today, memory day, my dad died. My dad, the teacher. Today, memory day. Chồng Trang đang làm việc lại xuống, bất ngờ thấy Trang làm video, hỏi Trang là cái gì. Trang đang nói về cái ngày mà cha Trang mất. Thì bây giờ chồng Trang cũng là một người thầy giáo luôn. Thì Trang cảm ơn trời Phật đã cho Trang, bù đắp cho Trang một người chồng, một như một người cha, một người thầy dạy dỗ cho Trang với hai con Trang mọi điều. Có lẽ ông trời đã bù đắp cho Trang một cái người này đầy đủ cái phẩm chất.
I'm sorry. You have me. Chồng đang nói đang có chồng đang rồi. Everything in here. Everything right here. Dad is right here. Daddy loves. Chồng đang đợi cha đang ở trong đây nè, cha đang yêu thương Trang. Sweet girl. Yeah. Okay, bye. Okay, bye. Sorry. Sorry, I interrupt video. I go back to work. Thì Trang xin nói tiếp là những người đó họ từ biệt người thân, gia đình, họ đi trình diễn cái buổi biểu diễn máy bay của cái thời Thế chiến thứ hai. Họ đâu có biết là họ sẽ mãi mãi không trở về gặp người thân, và những người thân cũng đâu biết là họ ra đi mãi mãi. Thì khi chúng ta còn sống thì hãy yêu thương nhau, hãy cho nhau những gì tốt đẹp nhất, và chúng ta cũng phải luôn dạy bảo cho các con. Trang cũng vậy, dạy bảo cho bé Râm, bé Thư hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, biết đâu đời vô thường, một ngày nào đó cha mẹ đi đâu đó có thể là không trở lại nữa, thì các con hãy mạnh mẽ mà sống, hãy là những người tốt để ở trên thiên đàng cha mẹ yên lòng. Bài thơ này Trang viết 7 năm về trước, lúc mà Trang rất là cô đơn, đau khổ, rất là buồn. Thì Trang viết bài thơ này, Trang có đăng lên Facebook. Và sau đó mỗi năm thì Trang sửa cái tuổi Trang lại và Trang in ra một tờ. Và đến nay là đã 7 năm. Và bây giờ Trang đã gặp chồng Trang được hơn 3 năm. Thì mỗi năm tới cái ngày này thì Trang cũng thường nhắc lại với chồng Trang. Và chồng Trang đã chia sẻ với Trang rất là nhiều. Thì Trang cũng may mắn và nhân đây luôn cảm ơn chồng của Trang đã luôn bên cạnh chở che cho Trang cũng như các con. Và trước đây cái clip số 30, Trang có một bài thơ tặng chồng của Trang và tất cả người cha trên toàn thế giới nhân ngày của cha. Thì hôm nay xin cho Trang được phép đọc lại bài thơ ấy. Cảm ơn anh, cha của các con em. Em đến cho em niềm hạnh phúc. Thở thiếu thời em đây thiếu hụt, tiếng gọi cha mỗi lúc như bao người. Em luôn muốn hôn nhân đẹp rạng ngời, để con cười và mãi gọi cha ơi. Nhưng hôn nhân không thể nói thành lời, rất đau buồn cho số kiếp trung chiên. Cũng may nhờ các con đây tìm kiếm, kiếm được cha, một người cha rất hiền. Em trọn vui vì đã vẹn ước nguyện, con cùng cha vui đùa rất hồn nhiên. Mọi thứ cha biết cha sẽ dạy truyền, con hãy nhớ tình cha rất thiêng liêng, luôn đem đến niềm vui trong hiện tại. Lòng cảm phục không thể nói thành lời, cảm ơn anh đã đến bên đời. Tình yêu ấy muôn đời em nhớ mãi, chúc anh luôn khỏe mạnh để sống hoài. Bên các con cùng em anh nhỉ, chúc các cô chú bác cậu dì hãy trân quý những gì ta đang có, bởi khi mất rồi không dễ kiếm được đâu. Tiền sẽ kiếm nhưng tình đi không trở lại, chỉ có yêu thương mới là mãi mãi. Chúc mọi người sức khỏe và bình an. Thì qua cái video này thì Trang một lần nữa xin chúc tất cả mọi người trên toàn thế giới thuận lợi, bình an, vui vẻ, ấm no, hạnh phúc. Thì Trang xin chào tạm biệt và chúc sức khỏe mọi người một lần nữa. Cả nhà ơi, xin đăng ký kênh và xin bấm vào nút tiếng chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình đăng video.